Diễm. Hello. Đúng rồi chị ơi. Hello. Ít bữa chị về Sài Gòn chơi với em. Nghe nói không à? Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở về với kênh AS Mobile ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ đi bán bánh canh cùng với lại là những người làm công như là rửa chén Kem và dọn bàn Diễm và giữ xe Trường. Ok, còn mình là phục vụ nha các bạn. Diễm làm gì anh? Diễm làm gì quên rồi. Diễm là chủ quán. Kem Diễm là chủ quán. Ok. Kem là rửa chén. Diễm là phục vụ, Sang là đầu bếp. Trường là giữ xe. Ok, các bạn đang xem kênh của mình nhớ kết bạn với ba người này để cùng bán bánh canh. Và đừng quên like. Sao ấy có một người kìa. Và đừng quên like nếu các bạn cảm thấy đau. Và các bạn hãy like nếu các bạn cảm thấy like. Ở sau nãy sau lưng mình có thằng á. Đây đây, nhà mày xanh cuối đây, nó bên đây. Ok, đang qua. Một thằng chạy qua nhà lớn xanh. Trên trời. Lên luôn nè. Lên luôn. À, quên nữa. Thôi nhỏ. Lên đi Diễm ơi, anh cover sau lưng cho. Bắn vậy mà không chết. Đậu xanh. Thằng áo này. Cái này nó chạy nhanh thì rồi, từ từ Kem ơi, đang qua Diễm đá này, bên thằng đá này. Ờ, bên Diễm hả, đậu xanh, ta tưởng con Kem nó la nữa chứ. Em đâu có đâu anh. Nó chạy kìa. Sau con điện. Ok, lên đi Diễm. Nóc rồi, nóc. Giết nó luôn em ơi. Bỏ luôn đi. Giết nó luôn. Hay quá Diễm ơi. Giết chưa? Hay quá Diễm ơi. I love you, bạc. Anh bắn AK, em đưa AK này, em bắn AK đâu? Cho chị đi. Chị AK. Cái gì cũng cho chị hết á. Thôi anh ơi, em thấy đi. I love you, bạc. I love you, bạc. Vâng, phục vụ Diễm đã phục vụ được hai vị khách mời rồi. Hai đứa Diễm bắn hai đứa vậy là còn một đứa nữa. Này thì mặc đồ sát thủ. Các bạn thấy Diễm hổ báu chưa các bạn? Này thì cho lên đầu tủ lên chuối xanh sát thủ thì lên đầu tủ ăn chuối xanh lên. Cái thông lộn nó nghèo đi sát thủ cũng bị hoàng thân đỏ bóp cổ rồi. Kinh chưa Trời ơi. Này. Gì dạ? Thằng đó nó ngáo. Mẹ nó cầm mẹ gì dạ? Mẹ xuống trường. Ai ngáo? Mờ cái sấy này, 1.40 à. Diễm ơi. Gọi cho Diễm ơi. Ngọt quá. Nãy nó cầm. Đó, combo nó xuống trường đồ ngon mà. Mà nhưng nó thấy em mới chạy. Diễm gì em bắn nó luôn. Diễm ơi. Dạ, em đi. Cái sấy. Ở dưới nhà đây nè chị. Nhà dưới nhà đây nè. Nhà máy xanh này. Ok. Trời ơi. Máu đâu? Bắn phần xăng. Không có bình méo. Không có bình méo. Giáp 2 trong đây nè. Ba giáp rồi, không có méo. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì thế này? Nấm của Diễm, nấm của Kem. Rớt. Ăn nấm đi. Rớt tùm lum. Đi để rớt tùm lum. Ở đâu bắn vậy? Không, okay, cho mình là chết rồi. Chết rồi. Rồi ok, thấy không? Ôi trời ơi,
đâu ngay cục đá nữa phải không? Chạy rồi, nó chạy rồi. Chạy đâu? Kìa. Sao mình toàn bắn xác chết không thế này? Thề luôn các bạn. Team nó còn hai thằng nữa. Tiếng liên bên đây nhiều lắm nè. Ai kè ghê quá mà. Toàn bắn sắp chết không là thề luôn. Một mình thì chứ. Cho anh ở anh. Tại anh ở. Team nó còn nữa đâu, máu đâu, không có một mình đi trời. Mấy này nhau dưới trời. Không hạn mà đâu có dầu anh. Thấy mấy rồi. Đâu vậy? Cục rồi, nhà máy xanh á, Diễm. Tốt nữa, bên kia, nhà bên kia này. Nhà bên kia này. Nhà bên này. Đâu? Thấy đâu? Em đang nắm. Vậy, nhà máy xanh có nhà bên này nữa hả? Rồi, nó lia rồi. Cái điện máy xanh chứ. Tìm đi. Tìm nó còn nữa. Nó có đầy cứng chưa? Không có gì hết. Không có gì hết. Gấp hai bên này nè. Nó cầm cây B5. Vô đánh bài nè. Trời ơi mèo đâu trời ơi. Lâu rồi không đánh bài nhỉ. Làm trận đi. Mèo đâu. Okay. Làm trận phát bài đi. Nha. Mèo đâu. Rồi. Không có mèo. Phát bài rồi đó. Trời ơi mèo đâu. Từ chia mèo bài đó. Đậu xanh. Trời rồi. Mèo đâu. Rồi. Ok. Nam cái nắm ở đâu rồi? Đô xì. Ôi hai. Đậu xanh. Nhắc. Đi. Trời ơi chúng này. Máu đâu. Trời ơi. Chỗ này nó nghèo thì thôi chứ thề luôn á. Tạp hết rồi, không còn gì nữa đâu. Máu, trời ơi máu đâu. Để tôi kiếm nắm trong. Chừng để tôi kiếm nắm thôi, kiếm máu thôi, tôi cho ông vay lại ha. Vay này nè, máu ở đây nè. Ai lấy máu anh cho một bình mà. Thấy rồi, vậy trời, có bình máu, thấy cho, rồi. Cho một bình bú đỡ đúng thôi. Không? Vậy thôi, em cắt nè. Cho bình sữa bú đỡ thấy được. Nắm 100 nè. Cái đó thì nói mẹ. Bán hàng là thường là trên trại đồ. Đâu, anh bán gì nữa. Hay lắm. Nhìn mấy bụi cỏ đi thấy nguy hiểm quá. Diễm thôi em còn đẩy súng chứ không gì. Em còn đẩy súng trường với đại sập. Vô cái trận này giống như là mình đi chơi vậy á, thề luôn. Còn nhiều không chứ chị xin hai ba không ơi. Em có 100 viên rồi, em cho chị một băng. Cái gì mà cho, đọc cho rõ, cho một băng đạn rõ ràng đi. Cứ băng không biết cái băng gì á. Ngon thề luôn á. Là mấy anh em nam mình suy nghĩ thề luôn á. Em gọi Thánh nha. Anh cũng gọi sớm Thánh đi. Đây gọi Thánh làm nhiệm vụ. Để lấy cái ván. Trời đâu phải. Trời em full hết rồi. Chị mới mua thẻ liên tục mùa trước mấy ngày trước đó mà. Đứa nào đi dạ. Xe bốc khói mà đi gì anh? Trời ơi. Trời ơi, Thánh hay là Thánh? Chưa sạc được mà. Nó kêu là bạn chưa thể sạc được Thánh. Ơ cái gì? Không phải. Rồi, gọi rồi đó. Xuống đây em ơi, xuống đây. Xuống đây, đúng rồi.
Diễm ơi, em có lấy cái nồng giảm nhiệt không? Ống ấm nhiệt á. Cho anh thì nồng giảm nhiệt. Nồng giảm nhiệt. Không mà đang đường bây giờ em giảm nhiệt. Lại cái nồng giảm nhiệt. Tự nhiên giờ em còn có 4 đường rồi chị. Em lấy cái ít hết á. Còn có 40 viên à. Ôi. Lên xe quay bay. Giảm thanh vô tù lắm. Lên xe quay bay này cho băng rồi nè. Băng lại là bắn. Con trai mà. Đâu rồi? Đâu? Đây. Em ơi, là chị cho đây. Em băng súng trường nè. Băng đạn súng trường nè. Nó đu trên cao kìa. Nó đâu? Kìa. Chết rồi hả? Chưa. Ủa? Còn chết rồi trên. Có đồ da luôn hả? Chị Kem ơi. Rốt một. Băng đạn có gì? Đấy anh Trường kìa. Vô giết tem nó đi là nó sợ à. Vô giết tem nó. Đây. Nó ngồi bà tường. Từ từ đi. Nghe nó cứu kìa. Giết. Hai bè đang ngựa. Yếu rồi. Một thằng giết luôn là nó sợ à. Giết luôn là nó sợ à. Đó, bên giết luôn. Bên đây nè. Bên này còn thằng nữa nè. Hai thằng. Đó, hay quá. Giết cho nó sợ chứ. Kinh chưa, các bạn có thấy kinh chưa? Tay cầm ba bên đây cả đống rồi. Rồi quay lại cái. Ê, có không lộ, ngon. Không lộ ai bán không? Tay cầm ba bên đây nè. Không. Không lộ không ai bán à? Không. Bên đây nè, ngay sát này. Đi cầm bê đâu? Đó rồi, nặng ba. Cái này không có ba lô ba gì luôn. Trời ơi, không có AK. Kiếm em đủ đạn xuống chưa không chưa? Anh đủ chị ơi, đủ chị ơi. Like cái kiểu rồi chứ. Like à, phải like thôi, tương tác thôi chứ. Tương tác thôi chứ hử. Như một cái nồi giấm thanh ai lấy không? Tương tác thôi chứ. Nói gì em quảng cáo đi em. Mày nói thả thính là đâu. Trên này có dao xanh rồi. Rồi, nó bắn vậy mà không đủ xi nhê gãi ngứa anh luôn á. Đâu, hướng nào vậy? Không, tụi này bên kia. Để bên kia à, hướng xe 17-8 á, tụi này bên kia. Có xe. Có xe hướng sang nè. Sau gốc cây. Chết chưa? Chết rồi hả? Có bộ đồ bụi cỏ. Có hả? Ơi, để sang lấy cho. Đâu rồi? Tính đây. Tính thuê. Phần S. À, bên này có người nè, Diễm ơi, 120. Bên đó có người chắc luôn. Ok. Trời ơi, à đây nè. Trong nhà gà nhá. Hai thằng. Ok. Trên nhà gà. Trên nhà gà hay là sau? Dưới nhà gà nha. Nóc một, giết luôn, vào giết luôn. Ôi, ba thằng. Đi. Nó chạy tới ngoài một kia.
không thấy gì, bộ đồ vừa có không thấy gì hết á, không thấy gì đâu, bán đại luôn nè, thề luôn á, vô nhà không thấy gì luôn á. Có đây lìa rồi. Bộ đồ bụi cỏ không thấy gì luôn á. À, mất dạy thiệt. Bo. Ở đây có máu này, ngồi đây có máu này. Đang quăng lựu đạn nha. Kiếm ơi, chạy sau lưng cái chị tư máu ra đường nè em. Đây có thằng kiếm lượm. Sang. Bộ đồ bụi cỏ không thấy gì hết nè, các em, anh cho em nè các em. Bắt đây luôn, đừng có sai. Để sang kiếm chỗ nứt cho. Bên đồi bên kia hình như có người á. Đồ bên kia chỉ có người rồi, chắc chắn luôn. Rồi núp đây không ai biết đâu nè. Đó. Quay bên kia. Anh núp tới đi, anh núp bên đây. Quay bên này luôn. Chắc còn tìm lại. Ngay chỗ đằng này nè. Cục 1. Đâu vậy? Chết rồi. Đồi bên này có ai không? Cái bộ đồ cỏ này bực mình quá. À đây nè, ngay hướng anh nè. Ờ à, không, ông Trường. Dễ đi hướng hả chứ. Dễ còn tàn đá thôi. Còn chỗ tàn đá thôi. À, bộ đồ bụi cỏ nè. Đậu xanh đó. Tàn đá này hả? Thôi anh núp trước nè. Ở nhà là không có. Rồi. Rồi. Đâu ta? Xuống canh nhà L đi, nhà L đi. Ok. Để tôi canh nhà L chứ. Nhà L chưa thấy. Hơi chơi ngu rồi. Cầm dao ra, rút dao ra mấy cưng. À, còn hai thằng hả? Còn hai thằng anh. Nhà L không có nha, nhà L không có thôi. Bể bùi cỏ mất tiêu rồi. Đâu? Rồi còn một thằng. Rút. Rút. Rút hàng ra mấy cưng. Rút hàng ra. Yeah. Ăn mừng nào. Ăn mừng thôi. Ăn mừng chiến thắng. Tự sát luôn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip. Nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay nhé. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký và bật nút chuông lên, để mỗi lần mà mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và AS Mobile Trào Lưu nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn luôn nha. Bye bye.